Cực lì lý do sao kẹt xe nhưng không sao, gặp được anh là mừng rồi, anh yên nghỉ không gì phải suy nghĩ, tuổi anh như thế này là an lành rồi, các con các cháu bạn bè đồng nghiệp về đây với anh được lắm rồi, lúc còn xin tiền uống cà phê với em hoài ha, gặp anh lâu lâu cũng gỡ nhém túi chút đỉnh cà phê thuốc lá, bữa nay có món quà để phụ nhang khói để cho anh ấm áp trước khi anh về trong lòng đất nha anh Sa, an nghỉ bình an nha, phúc với em nè, gửi quà cho anh nếu gửi cho gia đình để lo cho anh A Di Đà Phật, chúc anh mọi điều tốt lành an bình để về với Phật nha anh Sa ơi, mấy mươi năm lăn lóc với đời với nghề với đồng nghiệp cực khổ lắm, bây giờ anh mới là thật sự có phúc, anh ngủ ngon vì sao, còn chung quanh anh đồng nghiệp em là phú quý nha, thằng em của anh và ngược lại còn các con anh rồi đồng nghiệp cũng nhiều lắm, anh em vẫn làm cho anh ấm áp trước khi anh về với lòng đất rồi, A Di Đà Phật thấp hơn Phật đấy. Alo, chú Sa ơi,
xa một bữa nay ba vòng cổ nhưng mà lần cuối cùng nghĩa tử nghĩa tận mấy mươi năm nay anh em mình cũng có những dịp đi hát chung với nhau rồi có những chương trình là anh giới thiệu anh hát rồi những lúc em ngồi em hát với anh bây giờ thì anh ra đi có lẽ trong linh đăng cũng còn linh thiêng cũng còn phản phất đây đó thôi thì em với Phúc bên những anh em của mình ở quận sáu anh còn nhớ không anh là phú quý lên thăm anh và thì anh một câu chuyện cổ tình anh phát chiếu đó là chuyện của anh em mà anh em mình hay hát hát để chi để nhớ giọng hát của em hát để nhớ cố phần nhạc nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Châu và hát để cho cố nghệ sĩ này xa nghe xin mời ban nhạc đạo lên sân khấu Tiêu cà nhột màu tươi thanh, đông tôi tắm mưa nắng dài đầu. Tiêu này tôi chẳng bắt đầu tìm mẹ không gặp người. Thank you.
Anh là nghệ sĩ ưu tú nè, nghệ sĩ ưu tú danh hài phú quý. Lúc nào anh cũng rạng rỡ nụ cười, lúc nào anh cũng mang cái năng lượng đầy đủ đến cho công chúng. Mà đặc biệt là đối với khán giả mà thương quý mình á, thì mình sẽ cống hiến hết mình. Hôm qua anh Quý có một cái buổi họp mặt với các đồng chí lãnh đạo của thành phố, và sáng nay thì có thằng em nó trở lên đây thì hơi đuối, nhưng mà thương anh xa lắm. Thương anh xa là vì trong cái quá trình anh em biết với nhau cũng mấy chục năm, mà mẫu nước có hoạt động khác nhau nhưng mà vẫn là anh em cải lương với nhau. Thì mến ảnh Quý, ảnh cái tuổi ảnh cao và ảnh ráng đi làm để anh kiếm một chút thu nhập cho anh. Đời sống anh xa rất là vất vả, tôi hiểu ảnh rất nhiều và tôi quý ảnh. Thỉnh thoảng anh em bên đây ngồi ngoài đó thì cà phê sáng, ảnh thì cứ lo cho anh ăn, tôi lo cho anh hút, tôi lo cho anh cà phê bao nhiêu năm nay rồi, thì thỉnh thoảng cũng dúi vô túi anh cũng 500-300 gọi là cái tình thương của đồng nghiệp phú quý cũng vậy thôi. Thì hôm nay nghe tin anh xa mất thì phú quý đến đây thứ nhất là để thắp nhang tưởng nhớ tới một người anh đồng nghiệp, dù sau này ít hoạt động chung nhưng cái tình cảm của người nghệ sĩ với nhau nó rất là nồng cháy, nó nồng nàn và không bao giờ ngớt. Anh đi trước thì sau này em bút theo anh thôi, quy luật tất yếu trời đất, không ai tránh khỏi con đường đó, phải không? Những người cao nhất, những người thấp nhất, tất cả đều phải về với lòng đất. Hôm nay anh có phúc, nãy tôi có nói rồi, anh đã có được rất nhiều bạn bè đồng hữu, mặc dù ở xa nhưng con cháu tề tụ quanh anh để làm gì? Để nhớ anh. Và anh yên nghỉ, nãy tôi có dùng chữ là yên nghỉ. Và hồi nãy đúng ra Quýt đem cái lãng hoa to nhưng cái xe chở không được, thì thôi nói như vậy cũng tốt rồi. Anh xa anh hiểu được rồi. Thì em chị hỏi gì nữa không? Dạ, ngày xưa anh có đi chung đoàn với không em? Dạ. Tất nhiên là anh thì xa cũng có đi sân khấu, nhưng mà lúc trước đó, khi mà Quý đi vào nghề đó thì anh xa đã không còn ở sân khấu rồi, thì Quý còn hoạt động nghề. Anh Quý làm cái nghề của Quý là nó đa dạng lắm. Dạ. Anh Quý làm hài, hài là hài diễn chứ không phải hài ca như anh xa. Dạ. Phú Quý được các sân khấu lớn như nhà hát Trần Vũ Trang đó thì mời Phú Quý làm những cái chương trình lớn, mà những chương trình đó thì diễn chung với ai? Thời đó là có Bạch Tuyết nè, có Bút Trò Ôn nè, có Hoàng Giang nè, đó bây giờ trên mạng còn đưa tin đó. Thì có Hồng Nga diễn chung với Quý trong Vỡ Hoa Một Lan đó, hồi đó có Mỹ Châu nữa, có lần sau là có Bạch Tuyết, Bạch Tuyết Mỹ Châu đóng chung Qua Một Lan của Quý đóng, Tạ Thiếu Tiên á. Thì nói chung là trên sân khấu đó, sau này về Trần Vũ Trang thì cũng cùng với Minh Vương, cùng với Lệ Thủy, rồi ông Bảo Quốc nữa. Thì Quý có những cái vở diễn như Nàng Sê Đa, Tình Yêu Và Lời Đáp, Hòn Đảo Thần Vệ Nữ, tất cả những vở diễn đó nó đi vào cái huyền thoại. Thì mấy mươi năm Quý có gắn bó với truyền hình, bước vào đời nghệ sĩ, Quý theo nghiệp cải lương lưu diễn khắp bốn phương, được bà con yêu quý, giới nghĩa tình khắc ghi. Tâm Phú Quý luôn nghĩ bà con khán giả đều là tri kỷ, vỗ tay. Dạ, được anh, chưa? Dạ, cho một câu nữa, còn hai câu nữa. Câu thôi. Hỏi hoài à. Anh có cái kỷ niệm gì với thời Sa mà? Anh Sa thì nãy nói rồi, gần những năm gần đây thì anh Sa có nhà vợ trong quận 6 á, thì trong đó khu Bình Phú anh Sa uống cà phê Quý hàng ngày luôn. Dạ. Hàng năm luôn. Mấy năm anh ở trong đó thì sáng nào muốn gặp anh cứ ra ngồi ăn, thì mời anh dĩa cơm tắm, mời ly cà phê đá, hoặc là dép túi anh vài trăm, hoặc bỏ túi anh gói thuốc. Thì thương vậy thôi. Dạ. Rồi đi hát show cũng đi giúp chung. Vậy đó. Rồi khi anh đến đám tang này anh thấy cảm giác như thế nào? Anh thấy là rất ấm áp. Mặc dù anh em thương anh đến đây mà bây giờ anh mở thành phố Hồ Chí Minh ra để kẹt xe đi sớm lắm. Nhưng mà đáng đi ra sáng nay ngầu về không nổi, nhưng mà nghe nó đi với anh xa là Quý đi. Là vì sao? Biết là nghĩa tử nghĩa tận, đêm cuối cùng của anh, ngày mai anh đi rồi. Thì biết bây giờ mình mới gặp. Thì thôi nãy mình nói chắc anh Dông Linh anh, chắc tôi nghĩ là người nghệ sĩ này cũng khó mà đi khỏi chỗ này lắm. Anh sẽ thấy, anh nghe, anh không nói thôi. Anh không nói thôi, mà mình nói để anh nghe được. Ha? Dạ, rồi. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn anh, một câu thành hai câu. Dạ. Mà câu thứ hai thành ba câu. Là anh nói mẹ năm câu không nổi. Dạ, cảm ơn. Chúc anh sức khỏe. Dạ. Được chưa? Dạ. Đầy đủ rồi, cảm ơn các bạn. Ok.